Rồi em chào tất cả anh em nha, em chào toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Em chào mừng anh em đến với kênh Tim Sắt Đức Thắng anh em. Cái này em lên tiếp cho anh em một con bơm. Bơm này Gobin 4,5 người. Nhưng mà chắc có lẽ vì bán ế quá lâu, giờ mất tem mất tiết hết trơn rồi. Cái này trong kho em lấy ra anh em, nhưng mà em có thấy cái dấu hiệu gì nè nha, để em nói rõ anh em này nha. Là thấy con nó lồi ra vậy nè. Tại vì máy này nó nằm lâu quá là em không có nhớ là máy này lúc trước làm gì hay là lấy trên bãi nó tình trạng gì thì em không nhớ rõ nha. Cái này em không chắc chắn, không chắc chắn này em không dám nói, nhưng mà em thấy keo sám lội ra ngoài nè. Nhưng mà nhìn ốc thì em thấy con ốc nó còn ghiên, con ốc này nè em thấy con ốc nó còn đẹp, gon thì nó lội vậy nè. Anh em để ý nha, có sao bán vậy nha. Còn cái bơm này thì hút xả 60 nha anh em. Loại bơm này thì rất là dày, ngoại hình thì nó gì đây, có bô lũng luôn, có dấu cái tàn này, tàn lượt lũng nè. Cái dây C nè, thay dây mới nè. Nào nói rõ anh em nha. Rồi nhờ anh trai test thử cho bà con mình coi cái máy Gobin này đây. Cái này đem để dành tưới nước gãy người, có 2-3 công là bá cháy luôn. Rất là nhạy nè, có cái bô giống như là giống như mấy anh trai mà trẻ trẻ móc bô ra nhìn, nổ ra tiếng hộp quá. Lấy bình xăng lên cho bà con nha. Ồ, bình xăng còn mới chắc, bình xăng còn mới lắm à. Hả? Không biết gì hết. Rồi em cũng báo giá trực tiếp cho anh em luôn. Bây giờ bé trong nhà nó hỏi bán nhiều mà em đừng không hỏi ngang, em không biết được. Cái này em bao bán cho anh em là 2 triệu ha, chưa tính tiền ship. Tiền ship thì em lãnh tiền ship cái máy này là giao toàn quốc là 150.000 nha anh em. Giao toàn quốc. Còn anh em nào muốn cập nhật thông tin gì máy móc hoặc bên những cái sản phẩm cửa hàng đang bán, vui lòng vô kênh Tim Sắt Đức Thắng đăng ký giùm em ha. Rồi khi em có đăng một cái sản phẩm nào thì anh em có thể vô tham khảo giá hoặc là chọn cho mình một cái máy ưng ý nha. Rồi em chào tất cả anh em ơi.